Người có tâm học đạo, học hỏi giáo lý nhưng rơi vào gia đình tà kiến. Mẹ ngăn cản con cái tạo phước và nói những lời lẽ cay độc làm cho nản lòng. Khi con cái mình muốn thỉnh tăng về nhà cúng dường, con rất xót ruột khi thấy mẹ mình sống mê tín, nghe theo các phong tục dân gian mà bỏ ngoài tai lời dạy giáo lý Phật pháp. Con cái khuyên lơn và muốn chia sẻ Phật pháp đến mẹ thì bị bắn, và người mẹ giữ tà kiến một cách kiên trì, ngăn cản cúng dường, cộng cả tà kiến bền bỉ, đến khi tai ương và bệnh tật xảy ra thì không nghĩ đến những việc xấu đã làm mà chỉ nghĩ do xui xẻo. Sáng sớm phải thắp nhang ông thần tài thổ địa. Người như vậy có nên truyền bá những tư tưởng về kinh pháp cú, lời Phật dạy đến họ không? Khi họ mất, có cần thiết làm lễ tre tăng hồi hướng không? Quý vị nên nhớ một chuyện là dù hay dù dở thì cũng là cha mẹ của mình. Thành ra cái chuyện mà tôi trả lời cái câu cuối trước là khi ba mẹ mình mất á, mình quý vị hỏi có làm lễ tre tăng hồi hướng hay không, thì đây là thuộc về cái bổn phận nha, thuộc về cái bổn phận. Còn cái chuyện mà người mẹ của mình ấy có hưởng được hay không là chuyện của mẹ mình, còn cái bổn phận của mình là mình vẫn phải làm. Hơn nữa mình không chỉ có một người mẹ ở kiếp này nhá, rồi những người mẹ ở vô số kiếp trước thì sao? Cho nên nếu như người mẹ ở kiếp này không nhận được thì người mẹ ở kiếp trước cũng nhận được. Cho nên cái chuyện mà làm phước cúng dường hồi hướng thì đó là cái bổn phận mà người con phải làm. Điều này đã được Đức Thế Tôn nhắc đến trong kinh Giáo Thọ Thích Ca La Việt. Đây là trách nhiệm, dù hay dù dở thì vẫn là mẹ của mình. Còn cái chuyện á, mà mẹ của mình chưa có được chánh kiến á, thì mình ráng tu phần mình đi. Ráng tu phần mình đi. Quý vị để ý nè, Ngài Xá Lợi Phất, Ngài chứng thánh từ rất là sớm, nhưng mà suốt cái thời gian Ngài chứng thánh tức là khoảng 45 năm, khoảng 45 năm Ngài không có về nhà, không có độ mẹ của Ngài, mà Ngài độ các em của Ngài, chứ Ngài không độ mẹ của Ngài. Mặc dù là mẹ của Ngài thương Ngài lắm, ghét tăng nha, ghét tăng ghét Phật, nhưng mà thương Ngài vô cùng. Nhưng mà Ngài suốt 45 năm Ngài không về là không về. Đây là 45 năm là sư đang nói cái giai đoạn mà Ngài theo Đức Phật á. Còn trước đó Ngài tu theo ngoại đạo, sư không có tính thời gian đó nha. Tức là gần 50 năm Ngài không về nhà, và mẹ của Ngài là tà kiến rất là nặng, Ngài không độ. Trong khi đó Ngài là thánh nhân, cái khả năng của Ngài, Ngài độ vô số người rồi chứ không phải là chưa, nhưng Ngài vẫn không độ mẹ của Ngài. Tại sao? Chưa tới lúc, mà phải chờ đến khi mà Ngài chuẩn bị viên tịch á, Ngài mới về Ngài độ mẹ của mình. Nói như vậy để quý vị thấy đó, mình muốn độ mẹ của mình không đơn giản đâu. Lo tu đi. Rồi khi mà quý vị tu mà nó tốt rồi đó nha, rồi khi có điều kiện thuận duyên, một là tự quý vị độ, hai là quý vị nhờ những vị có cái đức, các vị đó độ giùm cho. Chứ còn bây giờ á thì cứ để đó nha, chưa tới lúc. Đối với sư thấy thì chưa tới lúc. Bà Visakha đó, bà lấy chồng thì ông già chồng và một người tà kiến, bọn không có biết cúng dường chư tăng. Thì khi mà vị tỳ kheo đi ngang nhà đó, thì ông đang ăn, ông già chồng của bà Visakha đang ngồi ăn, thì ông làm ngơ ông không có bỏ bát. Rồi Visakha mà ngài bà mới ra, bà nói là xin ngài hãy đi đi, ba chồng con không có bỏ bát, ba chồng con đang ăn cơm nguội. Thì cái chuyện mà mình biết đạo rồi người nhà mình không biết đạo là chuyện bình thường. Không biết đạo thì người ta chống đối thôi. Nhưng mà cái mình quan trọng của mình đó là mình tu, mình làm sao á
mình chứng minh được cái mình đang theo nè, cái giáo lý, cái chùa mình đang theo, cái ông Phật mình đang theo nó có giá trị bằng cái sự tu tập của mình. Ví dụ hồi xưa mình tánh mình cọc cằn hay cự này nọ, tự nhiên mình đi chùa một thời gian về mình im dịu trở lại, tự nhiên họ không có xây sự khác biệt, họ họ có cái dấu chấm hỏi. Hay ta, con nãy đi chùa một thời gian, con nãy đi chùa một thời gian cái nó đảo khác, nó bớt sân nó này nọ. Còn á, mình đi chùa mình về mình càng sân, mình cứ chửi lộn với chồng với con với cái với anh chị mình hoài, mình cứ hằng học thì vô muôn đời mình độ không được. Ông Phật dạy mình cái gì mà mình có tu được đâu, mà lấy gì mình độ người ta. Chính bản thân mình tu tốt, mình gọi là mình cái năng lượng tích cực, cái năng lượng mình từng trong giáo lý trong trong tu tập mình tỏa ra để họ thấy. Còn á, Đức Phật ngày nói Như Lai đem ánh sáng đến trong bóng tối để có ai có mắt thấy được các sắc. Cũng vậy, Như Lai đem chánh pháp đến cho những ai có trí để hiểu biết các pháp. Không có trí tà kiến người thua. Cho nên cái câu là có nên chia sẻ không thì xin nha, càng nha, càng nói nó càng phản tác dụng. Giống như một cái người họ mê nhậu thì mình nói nhậu họ tiểu, cho mình nói cái chuyện mần ăn mà đâu có chịu. Ngược lại cái dân đang đi là đang kinh doanh, cái dân đang khởi nghiệp thì họ sẽ khoái nói cái chuyện làm ăn kinh doanh bất động sản rồi này nọ. Cho nên á, bà mẹ này bà tà kiến vô đâu rồi, cái gì đó cái gì Cái phong tục dân phong tục gian. dân gian thì ai nói gì đó kêu rủ bữa nay đi ông thầy này hay lắm nè, thầy bói này hay lắm là ô nói bàn dữ lắm. Còn mình đưa Phật pháp vô mình kêu hãy đi làm phước đâu có chịu, họ sẵn sàng họ bỏ rất là nhiều tiền ở cho ông thầy bói, nhưng mà cúng dường họ bực, cúng dường chư tăng họ bực tại họ không hiểu giáo lý. Thì cái này mình làm gì, làm thinh lại làm thinh nữa đi, chứ không có làm gì nữa. Mình tôi ngay cả bản thân mình tu cũng trên trời dưới biển, mình chọt lên chọt xuống, mình tu bữa được bữa cái, nhằm khi mình quy y xong rồi về cả năm trời mình còn không vô chùa, mình để ông Phật ở đâu mất tiêu rồi. Nhất niên Phật tại tiền, nhị niên Phật gây hiên, tam niên Phật tăng thiền. Nên chính bản thân mình thấy mình biết đạo rồi, mình hiểu đạo rồi mà mình tu còn lên bờ xuống ruộng, bữa làm được bữa làm không, bữa lười bữa làm biếng bữa tinh tấn, thì người ta không biết đạo, người ta dạy phải, đó là cái xu hướng thôi.